nhằm huy động trí tuệ từ mọi tầng lớp nhân dân vì những giải pháp đột phá phát triển kinh tế xã hội, đồng thời khơi dậy và phát huy sức mạnh đoàn kết, tinh thần trách nhiệm, tình cảm, tâm huyết cùng khát vọng đóng góp vào sự phát triển của tỉnh. Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Long An tổ chức cuộc vận động cử tri hiến kế xây dựng quê hương Long An, để cuộc vận động lan tỏa sâu rộng, qua đó huy động nhiều ý tưởng, giải pháp hiệu quả. Ban tổ chức cuộc vận động tổ chức lễ phát động cử tri hiến kế xây dựng quê hương Long An. Buổi lễ sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh LA34, livestream trên kênh YouTube và trang fanpage Long An TV, đài phát thanh và truyền hình Long An. Đồng thời trực tiếp trên báo Long An điện tử tại địa chỉ baolongan.vn và fanpage https://www.facebook.com/baolongan.vn. 9 giờ đến 10 giờ 30 phút ngày 26 tháng 6 2023, mời quý vị đón theo dõi.